Hello, xin chào bạn, lại là mình. Hello, xin chào bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi bắn cung cả nhà. Sẽ tích cua để trò chơi bắn cung thì mình đang chơi sẽ tích cua cả. Ok, mình mới hack được cái trò chơi này. Nói cạnh các bạn cũng thấy rồi, số kim cương của mình thì không phải nói nhiều. Ok, nếu bạn này clip ngay, ủng hộ đăng ký, bấm vào chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh mình. Và đặc biệt là bấm like cho mình để mình có được làm video sắp tới. Còn bây giờ let's go đây nào. Chơi nào. Ok, mình cho bảo đây chơi nha. Hôm qua mình đã chơi rồi cả. Có vẻ vào hơi lâu rồi nha. Đây rồi, mình chơi là cái nào ta? À, cái này đi. Thế mình chơi cái này vậy nha. Mình chắc chưa. Thế sống sót qua đêm. Gặp một con zombie này. Ngon quá đâu. Chiến hết cả nè. Không có nói nhiều. Có nhiều con ấy. Archidons fire! Đừng có đợi cổ lệch như thế không được. Mình cho mấy con zombie. Mình thấy con này.
chữ con này đẹp này. Và cái kiếm ấy, đẹp lắm. Ok, mình sẽ đi solo một trận. Rồi, cái này chất cực khó lên. Kiếm này. Mình nâng cấp kiếm ạ. Nâng kiếm vít mắc luôn. Vít mắc luôn. Ok rồi, mình sẽ dùng sử dụng kiếm ạ. Archidons, fire! Một cho nó thêm một lần nữa. Điều khiển năng lượng nhất. Biết bán cung mấy cả tiên non ấy à. Tôi chạy về cả này, mình đi với thằng kia đó. Đi chuyện khó hết á. Mình còn nhiều mà đúng không? Nhiều kim cương lắm, thoải mái đi. Ui, dù một hàng đấy luôn. Rồi nè, mình cho thêm tinh cả nè. Thank you.
nhưng mà đội mình mạnh hơn cả. Hết luôn. Yeah. Mình sẽ cho ba cái nguyên tử ra cả. Một cái. Gold is great. Stay behind. I'll take care of this. Gold is great. Stay behind. Gold is great. Gold is great. Stay behind. I'll take care of this. Stay behind. I'll take care of this. Stay behind. I'll take care of this. Mua thêm cái thằng lính nước bằng nữa. Immortal, stay behind, I'll take care of this, I'll take care of this, stay behind, gold is great, I'll take care of this, gold is great, I'll take care of this, for in a mortar, for in a mortar. For in a mortar, I'll take care of this, gold is great. Đây rồi. À, có luôn. Cái đội lửa kìa. Kìa. Không có băng này. Một con lửa, không xa. Cái phong thủy tượng đích kìa. Đi rồi. Mình không phải nhầm nhầm. Trang của trang cũng lộng lấy vào. Nhìn coi.
cách nào hết tất cả đi. Cái này nó mua hết. À, mình đang ở trong trận nên mình mua được. Ghê nhỉ. Mua biến đội. Biến đội nó coi. Nên gọi là đẳng cấp. Chiến thắng thì phải dễ dàng thắng. Nhưng có vẻ hơi lâu, đợi hơi lâu rồi. Đợi hơi lâu nên chán. Mình nhớ nên đợi lâu rồi. Được. Mình có cái nào vui nhộn đi không ta? Nhiều cái vui đi. Thì hướng dẫn cho bạn cách để hack cái trò stick war này các nhá. Ok, bye bye các bạn.